chưa đến lúc mua đất, lúc nào cũng đã lúc mua đất. Con có mục tiêu riêng đúng không? Con sao không mua đất không? Mua đất khi nào mà cái chiến lược của con nó hoàn thành nữa. Cái chính con hoàn thành nữa, mua đất. Sai mới như xịt chứ.